Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix hai cái lỗi rất là phổ biến mà khách hàng của mình cũng như là khách hàng các bạn trên YouTube hay hỏi mình. Đó là cái lỗi mà khi in giấy in khổ giấy A5 ở trên cái dòng HPP3015 này ấy, hay bị cái lỗi thứ nhất là in A5 này bị kẹt giấy phía sau này và in A5 tốc độ in rất là chậm. Đó là hai cái lỗi mà khách hàng hay hỏi mình. Thực tế nó không phải hư hỏng gì đâu các bạn ạ, mà cái đó là do mình chung là chưa hiểu hết về nó và chưa biết cách chỉnh nó thôi. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Hôm nay tiện có cái máy này đây là của một khách hàng mang qua sửa cái lỗi không quấn giấy. Tiện mình làm video luôn các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ in thử cái khổ giấy A5 các bạn nhé. Đây là của mình, là cái file này của mình là khổ giấy A5 các bạn này. Đó. Mình sẽ in thử một trang cho các bạn xem này. Ở đây mình đang sử dụng cái giấy bình thường. Giấy giống kiểu như là tất cả các bạn khách hàng hay in á. Đó, bị kẹt giấy rồi các bạn ạ. Báo kẹt giấy này. À, thấy chưa? Nó kẹt phía sau đây này. Đó. Rất nhiều bạn hỏi mình về cái lỗi này. In ra giấy A5 cứ kẹt phía sau này. Đây là cái hộp mực của khách. Nhìn chung là in nó không được đẹp đâu các bạn. Khách mang qua nhờ cái sửa cái lỗi quấn giấy thôi. Nên mực viết mình không quan trọng lắm. Đó. Đây, mình xóa cái lệnh in cũ đi đã. Đây là cái lỗi phổ biến mà khách hay hỏi mình, đó là in giấy A5 hay bị kẹt giấy, nhưng mà in A4 không sao các bạn nhé. In A4 thì không sao, nhưng mà in A5 thì hay bị kẹt. Nguyên nhân, và mình chỉ rất là nhiều khách hàng của mình rồi, nguyên nhân đó là do giấy quá mỏng. Đối với giấy mỏng như vậy, các bạn khách hàng thì có nhiều khách hàng kêu, giấy này tôi in như các máy khác có vấn đề gì đâu. Bao nhiêu máy tôi in có vấn đề gì đâu, tại sao máy này in kẹt? Đúng, một số máy nhỏ khác thì không sao, nhưng đây là dòng máy tốc độ nhanh. Dòng máy tốc độ nhanh, vậy nên nó yêu cầu cao hơn một tí, đó là mình phải sử dụng giấy tốt, giấy dày dặn một xíu. Mình khuyên các bạn để mà in ok, các bạn nên mua cho mình cái giấy giấy thương hiệu giấy nào ok một xíu. Tất nhiên không phải là giấy quá tốt, nhưng mà định lượng giấy nó phải ở khoảng mức 80g thì nó mới đạt chuẩn để in cái máy này các bạn nhé. Nếu như các bạn in giấy A4 thì mỏng như vậy, giấy này chắc cũng không được 70 đâu các bạn, giấy này 68 thôi. Nếu mà in A4 thì giấy này ok, nó không kẹt, nhưng mà in A5 sẽ kẹt vì giấy nó khổ nó nhỏ. Nên là khi đẩy lên, giấy nó bị cong. Đấy, các bạn thấy nó cong này. Khi nó cong như vậy á, là nó sẽ không đẩy lên được tới cái phần cao su ở trên này. Nên nó kẹt phía sau luôn, chứ chẳng có gì cả. Đấy là do giấy mỏng in ra bị cong. Và giấy không lên tới trên này, nên nó không ra được. Bây giờ, mình sẽ bỏ thử một cái giấy dày dặn vô các bạn nhé. Giấy định lượng 80g. Ở đây mình có giấy 80 các bạn này. Giấy này giấy nháp thôi. Mình cắt ra từ giấy A4, giấy nháp của mình thôi. Đó. Mình tận dụng cái giấy một mặt, mình in thử cho các bạn xem nhé. Cũng là giấy A5 đây. Nhưng mà định lượng này mình đảm bảo các bạn là giấy 80 đó. Rồi mình sẽ in thử cho các bạn hai trang luôn này, chứ không phải một trang nhé. Ba trang luôn đi. Và các bạn để ý nhé. Trang đầu tiên in rất là nhanh, nhưng mà trang thứ hai in chậm. Đó, nó in ra ngon này, các bạn thấy không? Nhưng mà tốc độ in rất là chậm này. Đây là cái lỗi thứ hai để in chậm các bạn này. Thay vì nãy giờ nó phải in ra trang thứ hai rồi, mình in 3 trang cơ, in 3 trang. Bắt đầu cuốn trang thứ hai. Đó. Trang thứ hai. Còn một trang nữa các bạn. Đây là cái phiếu A5 bên mình. Còn một trang nữa. Đó, tốc độ in rất là chậm các bạn thấy không? Đây là cái lỗi thứ hai mà khách hàng hay hỏi mình, tại sao in A5 trên dòng này chậm thế? In A4 thì nhanh ngầm bầm, mà in A5 thì chậm thế. Cái hộp mực này hỏng rồi các bạn nhé. In lem tùm lum rồi này. Rồi cái đó không quan trọng. Đó. Thứ nhất, cái lỗi đầu tiên, đó là cái lỗi kẹt giấy ở phía sau này. Thì nguyên nhân tất cả là do giấy quá mỏng. Mình khuyến cáo các bạn, nếu xài dòng máy lớn này, các bạn nên mua giấy định lượng 80 cho mình. Thậm chí có thể cao hơn một tí cũng được, nhưng mà đừng có cao quá, dày quá rồi nó không in được. Đó, định lượng 80 là ok rồi, đảm bảo các bạn sẽ không kẹt. Đấy là với cái máy in ok nhé, còn cái máy đang bị lỗi thì mình loại trừ các bạn nhé. Đấy là đối với máy ok. Đó. Rồi bây giờ đến cái lỗi thứ hai, đó là bản in ra bị rất là chậm. A5 rất là chậm, A4 thì cực kỳ nhanh, nhưng A5 rất là chậm. Nguyên nhân do sao? Đây, mình chỉ các bạn luôn. Cái này các bạn chỉ cần chỉnh trong cái phần menu thôi. Để mình chỉnh lại ánh sáng coi, cái này nó sáng quá. Các bạn vào cái phần menu cho mình. Rồi đây, ánh sáng vừa phải rồi. Các bạn chỉnh lại cho mình cái khổ giấy ở trong cái phần quản lý thiết bị, quản lý máy in đây này. Các bạn chỉnh lại cái phần khổ giấy trong. Nếu như các bạn
xác định là cái khai giới này các bạn để in A5 thì các bạn phải chỉnh cái khổ giấy ở trong cái cho khai giới này là A5 luôn. Thì khi các bạn ra để in rất là nhanh. Đây, bây giờ mình sẽ chỉnh các bạn xem này. Các bạn nhấn menu này. Rồi các bạn làm theo mình nhá. Ấn mũi tên xuống này. Tới cái mục paper. Đó, paper các bạn thấy chưa? Ok. Rồi tiếp tục. Cái chay đây các bạn ý này, chay trên nó ghi chay 1 này. Chay dưới là chay 2 này, các bạn phải chỉnh cho đúng nhá. Chay dưới là chay 2. Rồi mình sẽ ấn chay 2. Xuống cái mũi tên xuống. Mình chọn chay 2 size. Chay 2 size có nghĩa là chay 2 khổ giấy. Rồi ok. Hiện tại bây giờ nó đang để này any size hay nó để A4 gì đó không quan trọng. Các bạn phải ấn mũi tên xuống. Các bạn chọn cho mình tới cái khổ giấy là A5. Đó A5. Các bạn yên A5 chọn đúng khổ A5 cho mình. Rồi ok. Chờ xíu để nó lưu lại. Rồi xong, các bạn ấn mũi tên này để quay trở lại. Các bạn chờ xíu nha, mình có điện thoại cái. Rồi, mình tiếp tục nha các bạn. Đó, đó là cái phần các bạn chỉnh khổ giấy ở trên máy in, các bạn phải chọn chỉnh đúng khổ A5 cho mình. Rồi, bây giờ trên máy tính, khổ giấy vẫn là A5 các bạn nhé. Khổ giấy của mình đây vẫn là A5 đây nhé. Mình sẽ in lại cái phiếu này. Mình sẽ in liên tục khoảng cỡ 5 trang đi này. Đó. Ok. Các bạn để ý trong cái tốc độ nó in nhé. Nó sẽ có sự khác biệt rõ ràng luôn. Tất nhiên là in A5 nó không nhanh như in A4, nhưng mà nó sẽ in liên tiếp nhau, chứ nó không phải in chờ lâu như là lúc đầu. Cái cao su cuốn giấy nó chưa được tốt lắm, nó phải đá 2 lần nó mới lên. Để chút xíu nữa mình sẽ chỉnh lại cái cao su cuốn giấy. Các bạn thấy không? Bây giờ nó in ra liên tục, chứ nó không phải chờ lâu như lúc đầu nữa. Đó, 5 trang. Có nghĩa là tốc độ in nó không nhanh như in A4, nhưng mà nó liên tục, trang này ra được trang kia nó phải kế tiếp nó ra luôn, chứ nó không được chờ lâu như lúc đầu các bạn nhé. Chờ lâu như lúc đầu là làm mình chỉnh chưa đúng. Đó, đấy là mình chia sẻ đến các bạn hai cái lỗi mà phổ biến mà khách hàng hay hỏi mình về cái vấn đề mà in A5 ở trên dòng HP P3015. Đó là cái vấn đề in ra, in A5 ra hay bị kẹt giấy ở phía sau này, và in A5 rất là chậm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hay hữu ích thì ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Mỹ Vũ Gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.